Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Ba Trà. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đến gặp gỡ giao lưu cùng với nghệ nhân Lê Thị Hiếu. Chị là một người nghệ nhân chuyên sản xuất những cái tác phẩm tranh gốm sứ của Ba Trà. Rồi chị mời. Xin chào mọi người. Ok, chào chị. Chào. Xin mời giới thiệu với mọi người, mình là Hiếu. Mình cũng là 17 năm nay mình theo 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 đuổi và gắn bó với cái lại nghề gốm Bát Tràng. Vâng. Thì là mình chuyên sản xuất những cái dòng tranh, thứ nhất là theo yêu cầu của khách và những cái dòng tranh khó tính. Mình tìm tòi và nghiên cứu những cái đề tài mà nó rất là, nghĩa là cổ cũng được, mà nghĩa là từ cái hiện đại cho đến thời xưa đấy. Ồ. Cho nên là đấy, cho nên là mọi người theo mình, cùng theo mình trải nghiệm một số cái bức tranh mà cái mình tác đã phẩm từng của làm, chị. tác phẩm mình đã từng làm. Bây giờ thì mình sẽ nhờ chị giới thiệu một vài cái tác phẩm đẹp nhất của chị ở tại cơ sở hiện tại để cho mọi người cùng tham quan và cùng ngắm nhìn những cái tác phẩm gốm sứ của Bát Tràng thủ công hoàn toàn. Như hiện tại ở đằng sau đây em thấy cái tác phẩm này ở đây của chị là cái bức này là bức đại, là to, là nguyên khối, là to nhất tại cơ sở hiện tại. Thì nếu mà tính lên cả khung thì nó là 1m78 nhân với lại 1m18 là kích thước cả khung. Còn lòng phôi thì nó là 85 nhân với lại 1m4. Đấy, thì cái này là sứ nguyên khối. Sứ nguyên khối này nếu để mà nói rất là khó làm, vì nó là cái bản sứ to, nó dễ vỡ và nó dễ cong vênh, cho nên để thành công được một bức sứ như này rất là khó. Đấy, mình có những bức mà làm đi làm lại làm đến 3 lần vẫn hỏng. Cho nên là bức này là giá trị của nó thì bởi vì em thấy là cái tranh sứ nó khác với những dòng tranh khác, bởi vì cái này nó qua nhiệt, mình không kiểm soát nó được qua nhiệt, và trong hai cái nữa quá nó trình là đấy. một cái phôi ép bằng đất, nó to như thế này mình chỉ cần sai tư thế thôi là nó gãy, cho nên là thành ra để mà ra lò thành công được một cái sứ nguyên bản như này rất là mất Bức bao này nhiêu công là và thời đồng gian. quê đúng không chị? Nó là cái bức tranh đồng quê này, là mình phỏng lại, giới thiệu cho mọi người biết mình phỏng lại một cái bức tranh mà hồi tưởng lại thôi, chứ bây giờ cảnh thì cũng không còn những cái nào đẹp như này nữa. Nghĩa là một cái dòng sông, một cái lò gạch mà đi vào cái ngôi làng. Thì mình lấy cái góc này nó tương ứng với lại cái đường cổ đường lâm ấy, thì nó mình cứ gọi là modify lại 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 cảnh thôi. Thì mình hồi tưởng lại mà, cho nên là mình đi đến một cái đầu làng này, đi vào trong làng. Thì cái bức tranh này nó có nhiều cái ý nghĩa, đó là nó gắn liền với cái con sông quê. Xong rồi con trâu về, nó thổi sáo trâu về đấy. Thì là có những người thì đi ra đồng, xong có những bà cụ là đi ra gốc đa để hóng mát, xong có những người mẹ lại gánh gồng về, xong lại có những đứa con mà ở nhà khát khao chờ mẹ về đấy, ví dụ nó là như thế. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết tác phẩm về con sông quê này làm nó như thế nào. Thì trước khi làm được một bức tranh to như thế này thì là mình đã phải ấp ủ vào cái thời gian để mà ép được một cái khuôn to như thế này, nó đã hỏng lên hỏng xuống mất mấy lần. Cho nên là cái bức này là bức thứ hai để thành công đến mức phôi nguyên nguyên sứ to 85 nhân với lại 1m4 như thế này, thì là mình đã phải nghiên cứu ra được một cái đề tài về nội dung về con sông quê. Bây giờ thì những cái bức tranh này nó không còn tồn tại ở trên 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 mình, nó đẹp như thế này nữa. Cho nên là mình chỉ là mô phỏng lại cái nội dung và cái đề tài của nó thôi. Đấy, cho nên là bắt nguồn là từ một cái con sông mà nó chảy dài vào trong này. Thì là xa xa thì nó là cái đồng lúa, cái gần nó là cái lò gạch, mà lò gạch trước đây thì nó là lò đun thủ công. Đấy, xong đi vào một cái ngôi làng này thì nó có một cái cây đa và cổng làng. Thì có những người mà đi ra đồng để làm, thì có những bà cụ già đi ra cái gốc đa này để hóng mát. Có những người mẹ đi chợ về thì có những đứa con thơ này chạy ra để hóng quà, ví dụ thế. Và đấy, có những cậu bé đi chăn trâu và thổi sáo. Quay xa ra bức tranh thì đây là một bức tranh tổng thể của một bức tranh làng quê rất là yên bình. Giới thiệu với mọi người, đây là một bức tranh hoa gạo, mà một bức tranh mình rất là tâm đắc khi mà làm lên nó với lại cái chủ đề về hoa gạo. Thì cái mùa hoa gạo nở xuống thì nó rất nhanh, trong vòng chỉ tháng 3 đến tháng 4 là hết. Cho nên là chớp lấy cái thời cơ đó thì mình muốn đưa cái hoa gạo này lên đề tài tranh sứ, vì nó rất là màu, nó rất là ấm. Khi treo trong phòng mình thì nó rất là, nó cảm giác gây ra cái ấm cúng, và cái gam màu này mình đưa lên đây với cái chất liệu của gốm sứ Bát Tràng nhưng lại vẽ theo thể dạng của sơn dầu.
Đây, cái chất bồi màu dày và chất vờn men rất là cái cảm hứng, cái tức thời khi mà mình thể hiện lên nó thì là feel trong cái cảm giác hứng thú, cho nên là cái bức này nó rất là bay, rất là bay mà nó rất là có hồn ở trong này. Bức tranh này làm xong thành công thì mình thật sự ra thì rất là cũng không muốn bán. Tuy nhiên là cũng chỉ muốn bán cho những khách nào thật sự mà cảm nhận được cái độ phiêu của nó ở trong này, vì là cái tranh sứ mà làm ra được một cái bức mà đẹp như thế này thì không phải là dễ. Có những cái lúc mà cái gam màu ấy nó đun nó sẽ không được đặc sắc như thế này. Thế còn như cái này thì nó lại toát lên được hết tất cả những cái gam màu mà mình cần. Đấy. Có thể là làm lại lần thứ hai nó sẽ không được như thế này nữa. Xin mời mọi người nhìn. Mời mọi người xem cái tác phẩm mà mình đã từng làm. Tâm đắc với lại cái tác phẩm mà cái ngôi nhà của khách đặt mình từ rất là lâu. Tuy nhiên là cái bức tranh sứ này thì nó rất là khó tính khi mà mình vẽ xong. Bao nhiêu thời gian để vẽ xong thì cái bức này của mình rơi vào tầm 6 ngày để vẽ. Thế nhưng mà đến khi mà cái tranh sứ này nó rủi ro, cho nên là khi mà mình vẽ xong để mà chuẩn bị đưa vào lò đun đấy, thì phun men xong thì bê lên nó gầy đôi ra thì là cái tác phẩm nó bị vỡ. Thì vì là nó đẹp quá cho nên mình vẫn cho vào lò để đun. Đấy, cho nên là sau đó lại xin lại khách là mình lại có thời gian kế tiếp để mà vẽ lại được cái bức thứ hai. Nghĩa là sau khi mà bị vỡ cái bức kia rồi ấy, thì rất là khó có cái tâm trạng để mà làm lại được cái thứ hai ưng ý. Thế nhưng mà rồi cái sự kiên trì và cái chinh phục của mình ấy, thì sau sau vài ngày mình đã vẽ được cái bức tranh thứ hai này rất là hoàn chỉnh. Tranh sứ rất là rủi ro, cho nên là cái bức tranh này là khách, ngôi nhà của khách là có một cái phong cảnh như thế này và yêu cầu mình vẽ lên cái phong cảnh đó lên sứ này với cái chất liệu là bền vĩnh cửu. Đấy. Đây là cái mẫu mà khách đã gửi cho mình để làm theo cái yêu cầu của khách lên một cái bức tranh, nên một cái bức tranh mà sứ, lên cái bức tranh sứ như thế này thì là chép lại được cái bức tranh này thì nó rất là siêu kỹ so với lại những cái bức tranh thông thường. Thì những cái bức tranh thông thường ấy nó chỉ mất có một ngày hoặc đến hai ngày là xong thôi. Thế nhưng cái bức tranh này chép từng cái chi tiết một để mà nó giống với lại cái ảnh của khách cung cấp ấy thì là rất là chi tiết và tỉ mỉ. Em thấy đây có một cây đào nhỏ nhỏ trong cái đoạn hiên này. Cây đào này thì là bức tranh này nó là về dịp Tết, con cháu quây quần về và đây là chuẩn bị đón Tết, cho nên là mình đã vẽ cái cây đào ngay ở cái trước cửa. Đây, có cái cây đào mà đang đang ra hoa đây. Đấy. Đấy. Xong là đưa cái chi tiết đấy lên lên tranh thì là nội dung. Đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà khách đặt theo yêu cầu. Trước khi mà khách muốn bỏ cái phong cảnh này đi để xây thành một cái nhà mới thì khách muốn lưu lại được những cái mà ngôi nhà của mình trước đây. Cho nên là khách đã yêu cầu mình vẽ lên trên cái bức tranh sứ nguyên khối to như thế này. Thì là trước đây nhà của khách thì là sẽ có một cái cây cây cam và bên cạnh cái bể nước thì có cây cau. Đấy. Đấy, thì là khách muốn lưu lại được những cái bức tranh như thế này trước khi phá bỏ nó đi để làm ngôi nhà mới. Cho nên là khách muốn mình truyền tải hết được cái nội dung của nó lên trên tranh. Thì là trong cái bức tranh này thì có cây cam và bên cạnh cái giếng nước thì là cây cau. Thì cái ngôi nhà này rất là cổ xưa rồi. Mà đưa lên cái bức tranh rất là có chiều sâu và nó thật cảnh. Vẽ rất là tỉ mỉ so với lại cái những cái bức tranh thông thường so với cái bức hàng chợ. Thì là cái bức này nó rất là mất thời gian vì từng từng cái lá cây, từng cái khối mình tả rất là thật. So với lại thời gian mà để mà làm ra một cái bức hàng chợ thì bức này nó lâu công hơn gấp 7 lần so với công đoạn của làm hàng chợ. Thì cái bức này với mình là vẽ mất 8 ngày. Đấy, thì là
không phải là lúc nào mình cũng làm mà có cái cảm hứng thì mình cũng mới làm nó, còn nếu mà ngồi miệt mài thì rơi tầm 4 ngày là xong. Thế còn mà so với lại những cái dòng tranh thông thường ấy thì là vẽ tuốt tát như thế này. Vẽ tuốt tát như thế này thì nó rất là nhanh. Cái này là tuốt tát và phỏng lại một cái bức tranh làng quê thôi thì nó rất là nhanh mọi người ạ. Đấy. Thì chi tiết của nó không, chi tiết nó không có nhiều và nó không có chiều sâu bằng cái bức kia. Và những cái nội dung ở đây này nó chấm phá nhiều hơn là so với lại mình tỉa tót tỉ mỉ. Đây là sự khác biệt giữa cái dòng tranh hàng chợ và dòng tranh tả theo phong cảnh thực như thế nào. Thì là nhìn nó rất là cái bức tranh mà tả kỹ đây này, nó rất là có chiều sâu và có nhiều gam sắc. Đấy, nó có nhiều cái yếu tố trong này và hồn cốt của tranh nó bao giờ nó cũng là đẹp đẹp hơn. Còn những cái bức tranh như thế này đây thì là mình làm cái dòng để hàng chợ để mà khách thích cái phong cảnh làng quê yên bình thì là khách sẽ mua. Thế còn những khách nào mà không có những thích cái dòng tranh này mà lại có được cái mẫu mà phong cảnh đẹp thì mình lại vẽ theo. Đấy, thì cái tác phẩm Sơn Thủy này thì mình mới vừa ra lò cách đây hơn một tuần. Mà thời gian để làm nó thì là 20 ngày. Mà để mình hoàn thành một cái bức tranh như thế này thì là từ 20 ngày đến một tháng. Thế còn thời gian để vẽ ra được bức này thì nó cũng phải rơi mất 6 đến 7 ngày. Thì cái thời gian đó mình cứ khi nào mà có cảm hứng thì mỗi một ngày tỉa một chút. Cái gam sắc của nó rất là có chiều sâu vừa gam ngọc. Gam này là gam ngọc đưa lên gốm sứ Bát Tràng. Trên cái bức tranh này thì nó có những cái ngôi chùa trên đỉnh đỉnh núi và xa xa đây cũng có những cái ngôi chùa này rất là yên bình. Đây là một cái bức tranh sen sen tròn. Trước đây thì mình đã làm rất là nhiều tranh vuông và tranh tranh hình chữ nhật và tranh theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên là về cái dòng tranh mà đắp nổi lên và đưa vào hình tròn như thế này thì mình cũng là ra cách đây được 1 năm. Thế nhưng mà để mà đắp được lên như thế này thì nó hỏng nhiều lắm. Thì cái này nó là cái tác phẩm mà hoàn thành rất là xuất sắc. Cái từ cái gam màu cho đến cái bố cục đây là đắp hoàn toàn là thủ công. Đắp xong rồi chờ cho nó khô thì mình bồi màu vào cho nó lên cái sắc theo cái nội dung của hoa sen. Tranh tròn này thì mình treo được tất cả các cái góc góc cạnh, ví dụ như là phòng khách, phòng ngủ hoặc là đặc biệt là đi đi tặng tất sếp, hoặc là mình treo trưng bày ở cầu thang để mình trang trí bài trí rất là hợp. Và ngoài cái dòng tranh sen này ra thì mình làm được nhiều nhiều đề tài và những cái nội dung nó khác nhau. Mỗi một bố cục là một khác là một 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 phiên bản khác. Nó là một cái dòng mà đắp sứ này nguyên bản, không cái nào giống cái nào cả. Tranh ra thì mình còn thiết kế và sáng tác lên những cái dáng bình và những cái mẫu hoa và từng cái chi tiết lên bình này. Đó là cái mùa xuân, đưa cả mùa xuân lên bình này, nó là ngàn hoa. Mà cái bình này ấy, thì khách có thể là trang trí. Ngoài những cái thời gian mà trang trí ra thì khi nào mà khách mà có được những cái khóm hoa đấy thì mình có thể mở nắp ra để mình trưng bày vào cắm hoa vào đây được. Dịp Tết hoặc là những cái dịp lễ gì đấy, hoặc là khi nào mà mình có hoa bất kỳ thì mình ấy sau khi mà trưng bày hoa xong thì mình lại lấy cái nắp này mình lại đậy lại. Mình trưng bày tại phòng khách của mình rất là sang và đi tặng sếp.
Thế có trên bình này thì nó có rất là nhiều đề tài, mỗi một đề tài là một nội dung. Ví dụ như đây là bức tranh ngàn hoa, mình vẽ cả một mùa xuân lên bình. Thì như cái này bên cạnh đó thì nó lại là một cái bức tranh mà hoa sen liên hoa đấy. Cái hoa sen này thì nó lại là vẽ theo thể trạng của trường phái là tút tát. Thế còn như cái bình mà phúc phúc xong đạt ma phúc xong đồ, thì cái này là tại sao lại thế? Vì là cái nội dung này tên của nó là hổ thì rất là dữ. Tuy nhiên là cái ông đạt ma này đã phục được hai em hổ dữ này, là để bế được con của em hổ dữ này, cho nên là cái nội dung này thì nó rất là cái nội dung này thì nó rất là phải nói mà là một người rất là có cái sự hiền hòa trong đó để thường thì là mình thiết kế những cái nội dung lên trên những chiếc bình mà vuốt tay độc bản độc đáo và theo từng nội dung. Mỗi một nội dung là một dáng bình nó khác nhau. Ví dụ như đây là một bức tranh về một cái bình về về hoa mai, tuyết mai, đây là tuyết mai. Thế còn có những cái bức cái mùa xuân mà cái mùa hoa mà nó đang chuẩn bị nó biến thể, đi nghĩa là nó chuẩn bị nó hết mùa rồi. Mình cũng đưa những cái gam màu đấy lên trên một cái chiếc bình như thế này. Hoặc là những cái mẫu bình mà châu Âu, mình đưa cả một cái hoa hồng và nội dung hoa lên những cái chiếc bình châu Âu như thế này thì nó phù hợp cho những cái ngôi nhà hiện đại. Đấy, những cái gam màu này rất là ấm, mà hai nữa là trang trưng bày nó rất là sang, những cái dáng lọ này nó như là chiếc cúp ấy. Thế còn như cái này thì nó là vừa có nắp đậy, nó lại vừa có cả quai nữa, cho nên là nó tạo điểm nhấn cho những cái lọ này rất là đẹp. Thế còn như những cái bình này ấy, thì nó là mình lấy ý tưởng từ cái hoa, từ hoa mẫu đơn này trưng bày vào đấy. Cái màu hoa này thì mình trưng bày hoa mẫu đơn cũng được, còn không mình trưng bày hoa hồng cũng được. Ngoài khi mà trưng bày ra thì mình có thể là trưng bày trang trí bài trí thôi. Cái bằng chứng nhận này là mình trưng bày tác phẩm Phít San Phan Huế cách đây 2018. Cái này thì là giấy chứng nhận mình tham gia trình diễn chương trình giao lưu tại làng nghề Bát Tràng.